Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tôi vào tranh một cô gái đang thử mũ này cùng tôi với mình nha. Với chiếc áo vest này thì mình sẽ tô màu da. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nha. Mái tóc mình tô màu đen nha. Trên mũ này thì mình tô màu xanh. Cái mũ kia mình tô màu vàng nha. Cái mũ kia mình tô màu hồng. Túi sách mình tô màu đỏ. Trên bụng mình tô màu đỏ. Chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một cô gái đang thử những chiếc mũ rất là xinh này. Với cách phối màu này của mình, các bạn có thể tham khảo để tôi cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.